Cô chào tất cả các bạn. Alo, các bạn có khỏe không? Dạ khỏe cô. Cô tiêm vaccine cho cô. Lớp mình tiêm hết rồi hả? À, vừa rồi ở trường thì cũng tổ chức chích đó, nhưng mà lúc đó là cô đang thuộc cái dạng là gì ta, hoảng hay là gì đó, bởi vì cô đang nuôi con nhỏ, đang cho con bú á. Rồi thì và sau này thì cô biết lớp mình các bạn là chắc cũng chích nhiều rồi đúng không? Chích hết rồi hay các bạn là chưa chích không? Có rồi. Đó hả? Thì các bạn chích rồi, sức khỏe các bạn sao? Có khỏe không hay là vẫn người đang vẫn còn khó chịu hết? Để theo dõi tiếp tục, và nên tiếp tục theo dõi. Cô đã đọc rất là nhiều tài liệu nghiên cứu chuyên sâu rồi vân vân, những vấn đề bao 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 quát luôn á, thì một cái lộ trình dài của nó là rất là dài hơi để mà theo dõi đó. Mình phải là tăng cường sức khỏe, không thôi là sức khỏe mình nó đang bị cái thuốc người ta chích vào, em hiểu không? Nó tác động ghê gớm lắm đó. Rồi các bạn phải thực sự là quan tâm đến sức khỏe của mình và nhiều thứ nữa để mà có thể là vượt lên, không thôi là nó gây gọi là nó xuống xuống sức á. Trước mắt thì chưa 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 có thể lấy đạt được phong độ bình thường sức khỏe đâu. Thôi cố gắng nhá. Còn những bạn chưa tiêm thì có mong được tiêm không? Hả? Alo. Rồi bây giờ cô xem tình hình. À, Liên nói về cái chuyện mà online thi cuối kỳ như thế này á, thì cô đã hỏi về về khoa hả? Thì người giáo vụ của khoa có hỏi đến phòng quản lý đào tạo, thì phòng quản lý đào tạo có trả lời là nói chung là linh tinh nhiều thứ, và tóm lại như thế này này là phải chờ, có nghĩa là bởi vì hình thức của mình là thi những môn mà liên quan tới thực hành đó, thì phải là học xong phần thực hành đã, người ta cũng nói bỡ lỡ vậy đó, có nghĩa là phải phải chờ đó ha. Người ta vẫn còn rất là lúng túng á, chưa giải quyết được cái vấn đề này, giống như học kỳ trước các bạn thấy không, lúc đầu thì vẫn gọi là chờ những buổi gì đó để mà học bổ sung vân vân, sau đó thời gian nó trải dài, tình trạng nó không có sáng sủa gì, sau đó người ta lại mở cái con đường để mà thi online đúng không, nhưng mà hình thức chuyển đổi mà thôi. Hiện tại bây giờ vẫn còn nhiều lớp vẫn chưa kết thúc cái học kỳ hai vừa rồi á ha, bởi vì nó dính đến cái chuyện thực hành, giống như môn này chúng ta đang học học kỳ này là chúng ta dính cái môn mà yêu cầu cuối kỳ là thực hành, các bạn hiểu không, và thực hành chúng ta chưa thực hành một buổi nào cả đó, tính chất như vậy. Thì trước mắt thì người ta phản hồi như vậy, người ta vẫn còn đang lúng túng lắm, có đi qua lại giữa giáo vụ khoa của mình và ban quản lý đào tạo. Thì mình chờ thôi, chờ xem để trong thời gian một tháng tới nữa đúng không, tình hình là nói người ta nói là lockdown chỉ thị 16 thêm một tháng nữa đó. À, thì sau một tháng nữa chúng ta xem liệu rằng người ta có cái hình thức gì mới không ha. Còn thông tin của các bạn, yêu cầu của các bạn thì cô có nhắn nó về về khoa rồi ha. Trước mắt thì chúng ta chỉ làm được tới đó thôi ha. Rồi bây giờ thì buổi ngày hôm nay á, thì chúng ta là qua buổi số mấy rồi để cô xem. Buổi số 7 đúng không? Số 7, số 8, à số 7, số 8 là tuần này và tuần sau á, là chúng ta còn học thảo luận với nhau. Nhưng mà buổi số 9 và 10 á, để xem tuần này là 18, tuần sau là 25, thì ngày mùng 1 và ngày mùng 8 tháng 9 á, thì các nhóm sẽ trình bày. Hình như bữa trước cô có nói rồi đúng không? Thì theo thứ tự chúng ta cũng có ít nhóm thì cũng sẽ chuyên sâu ha. Buổi đầu tiên có thể là 3 nhóm ha, 1, 2, 3. Và buổi tiếp theo á, là sẽ là 4, 6, nhóm số 4, số 6 và phần ôn tập. Thì bây giờ cô để xem cái phần báo cáo tiến độ của các nhóm như thế nào, các nhóm đăng ký vào, xin lỗi, truy xuất vào cái đường link này để báo cáo cho cô. Ví dụ nhóm số 1 cô chưa thấy có, nhóm số 2 thì báo cáo ở đây, cái cuộc báo cáo tiến độ để cô highlight nhé nha. Thì đã hoàn thành mô hình BBM. Cái màu này nó không hấp dẫn lắm.
À, hoàn thành là 10 BPM. Cho nó dùng một lần. Rồi. Thì các nhóm cập nhật đây cho cô, và nhưng tiện đây thì cô hỏi nhóm nào có cái vấn đề gì thắc mắc gặp khó khăn thì hỏi ngay đầu giờ luôn nha, hoặc là chút nữa cuối giờ. Ừ, thì cô sẽ đáp ý. Rồi nhóm số 4 là si đem xong rồi luôn ha. Ups. Right. Và bữa trước cô nói bây giờ hai buổi này chúng ta sẽ kết hợp làm bài tập và nghiên cứu về slide của mô hình vật lý. Các bạn cứ tiếp rồi nhóm số 1 rồi ổn rồi đúng không? Thống nhất với nhau, liên lạc được với nhau rồi làm và mua DBM. Làm xong BBM sẽ là CDM ha. Nhóm số 2 cũng vậy. Rồi nhóm số 4 thì ra vẽ là hình như là cái này sao mà nó mới nhiều quá. Cái này là nhóm đã hoàn thành là nhóm nhóm 3 đúng không? Dạ nhóm 4 đó cô ơi. À Nhóm nhóm 4 3. đó cô. Dạ. Rồi rồi rồi. Alright. Rồi, nhóm số 3 và nhóm số 6. Rồi, còn số 3, số 3, số 6 thì để đó. Cô sẽ quay trở lại sau. Bây giờ chúng ta tiếp tục về cái phần bài học của mình. Sau đó chúng ta sẽ làm bài tập ha. Và khi làm bài tập những bài mà về dữ liệu thì xuất phát điểm của chúng ta lúc nào cũng sẽ là mô hình CDM nha các bạn. Nha, bởi vì nó là cái căn nguyên, là cái gốc gác ban đầu của một hệ thống. Từ đọc cái phần mô tả hiện trạng thì chúng ta sẽ xác định các thực thể, rồi từ các thực thể các mối liên hệ. Và chúng ta chưa có cầm đèn chạy trước ô tô nghĩ đến cái chuyện là sẽ thêm khóa nội khóa ngoại, rồi nó thiết kế những cái dữ liệu bảng biểu ra sao. Không, chúng ta chỉ dừng là lại ngang cái chỗ là phân tích thôi ha, và thiết kế sơ khởi thôi, chưa phải là vật lý cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào cả. Khi đến mô hình vật lý thì chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện là phải khóa nội khóa ngoại và bổ sung thêm cái table trung gian để chứa dữ liệu ha. Cô share cái này. Các bạn thấy màn hình slide của cô chưa? Alo. Dạ thấy rồi cô. Thấy rồi đúng không? Ok. Cô đang ngồi ở cái phòng này có cái máy quạt đặt gần, biết các bạn có nghe tiếng ồn của cái quạt không? Ở bên ngoài thì người ta đang mở gì đó lung tung, cô phải đóng cửa. Có nghe tiếng máy quạt ồn ồn không? Rồi. Mô hình vật lý dữ liệu. Đây là cái phần định nghĩa từ file designer của hãng của nó luôn, là CP IBM ha. Thì người ta nói như thế này, đúng văn bản của nó là một công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu để mà thực hiện, thực thi, để thực hành, đúng không? Giống như là để triển khai thực tế những các cái cấu trúc dữ liệu cũng như những cái truy vấn thống kê báo cáo đó, mà chúng ta hay gọi là những thống kê báo cáo của một hệ thống á, trong thực tế. Và người ta có tất cả những cái dạng này. Operational là hình thức thông thường của chúng ta, cơ bản của chúng ta học chỉ ở cái này, mức này. Rồi hình thức là data warehouse và data mart, hay là OLAP. OLAP của là từ viết tắt. Các bạn, nếu các bạn đi làm thì các bạn sẽ thấy những cái công cụ liên quan tới thống kê rồi báo cáo, những hệ thống mà business
thường có cái hướng phân tích, tạo những cái gọi là dữ liệu truy vấn để dưới dạng những cái phương tiện kéo thả đa chiều OLAP này online. Các bạn nào nào tra thử cái này là cái gì, OL này, AP ha, data warehouse hay data mart, bản chất của nó chính là cái hình thức mà người ta truy vấn trước những cái thông tin dữ liệu, cụ thể là những cái view và để sẵn như vậy khi nào cần thì lấy ra xem trực tiếp luôn, không cần mất thời gian để truy vấn. Hiện tại bây giờ các bạn thấy có thể là khi mình làm các bài tập các cái hệ thống thì nó đơn giản, dữ liệu của mình cũng chưa có gì là đáng kể, đúng không? Cho nên chúng ta mỗi lần cái này cứ nhấn vào nút rồi view chạy rồi nó sẽ query hết toàn bộ hệ thống. Nhưng với những hệ thống lớn thì sao, mỗi lần query mà chạy như vậy có khi nó tốn rất nhiều thời gian. Thì cái data mart là cái dạng mà nó lấy được data, nó để sẵn và nó để cứng về cái mặt data tại thời điểm nó chạy luôn các bạn nhé. Cho nên nó không cần phải chạy lại, mất thời gian, take time. Cái này thì nếu các bạn trong thực tế đi làm ở những công ty mà các bạn có đụng chạm đến phần cơ sở dữ liệu của những hệ thống công ty lớn thì các bạn sẽ hiểu về vấn đề này. Tại sao hữu ích là những cái phần mà nó lưu một cái phần mà nó đã chạy query trước rồi, có thông tin có sẵn và nó save, nó lưu ở cái dạng có sẵn đó, cần thì lấy ra xài và xem. Chứ không phải là như là cái khái niệm view của mình trong, có nghĩa là phần nâng cao hơn. Còn view của mình mà mình học á là sao, mỗi lần mình bấm cái view để run là sao, là bắt đầu nó refresh lại, đúng không các bạn? Refresh có nghĩa là nó sao, nó chạy lại cái nội dung SQL query của chúng ta, cái câu lệnh statement của chúng ta theo ngôn ngữ của SQL có cấu trúc đó. Thì đó là cái hình thức mà rất là cơ bản operational, có nghĩa là mỗi lần mình cái view mình tạo ra nó chạy thì nó sẽ refresh, nó cập nhật lại, cho dù là mình chạy lần trước data mình lớn, mình chạy cả 5 phút, có khi 10 phút, có khi 15, có khi cả tiếng, thì bây giờ mình bấm cái view cho chạy thì nó phải chạy lại từ đầu đúng khoảng thời gian đó. Nếu mà cơ sở dữ liệu mình thiết kế mà nó ra nó dư thừa nhiều, đúng không, cái kiểu mà vòng bữa trước chúng ta, hình như lớp chúng ta có nói chuyện về thiết kế dạng vòng chưa? Chưa, có thể chưa ha, để lúc nào góp ý bài của các bạn. Rồi, hay là thiết kế mà dư thừa dữ liệu hoặc là mình thiết kế một cách mà chưa có tối ưu, có khi chạy query chạy rất là tốn nhiều thời gian, thay vì người ta chạy 5 phút thì mình chạy đến 15 phút ví dụ vậy thì nó nhân hệ số lên ha. Thì đó là cái vấn đề mà operational này là nó refresh. Còn data warehouse và data mart là sao, nó có sẵn, nó để sẵn như vậy. Nếu mà bạn muốn xài lại đúng cái data mart đã được run sẵn đó thì bạn lấy và xài trực tiếp. Nếu tạo cái mới, cập nhật mới thì bạn tiếp tục tạo cái có sẵn và để xài tiếp ngay tại chỗ, nó không phải refresh toàn bộ. Còn OLAP là sao? Là một cái vấn đề riêng. Đấy, các bạn nãy giờ có tra được OLAP là cái gì chưa? Ai có thể nói cho chia sẻ OLAP với các bạn, tìm được cái gì về OLAP nè? Hello. Các bạn, OLAP là cái gì? Các bạn có quen, có nghe nó ở đâu không? Hello. Nhớ nó viết tắt của chữ gì đó con. Xem thêm nữa, nó là cơ bản là cái gì, nó khác với những cái kiểu mà cơ sở dữ liệu mà chúng ta đang xài hiện tại, các bạn đang học thực hành đó, là chúng ta thiết kiểu dạng operational đó, mình là dưới dạng operational, nhưng mà OLAP thì nó khác nhau cái gì.
Có chưa? Tìm 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 thấy ở đâu rồi? OLAP thì viết tắt cái gì là nó rất là dễ thấy rồi, các bạn xem người ta nói về nó là cái gì đây. Rồi. Các bạn tìm ra chưa? Rồi thì có Google nhanh á, thì thấy một cái đường link đây bằng tiếng Việt ha, thì các bạn xem cái này trên cái trang mà cô đường link cô mới gõ. Và trước hết thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái hình ảnh này đó. Rồi, các bạn có thấy màn hình của cô không? Trong cái phần chat thì cô để cái đường link đó là bằng tiếng Việt, còn bây giờ cô dùng cái hình này bằng tiếng Anh. Úp, cái hình của cô mất rồi. Ở đây. Các bạn có thấy cái hình của cô không? Nó so Dạ sánh á thấy các bạn, không? so sánh rồi ok. Thì cái OLAP là cái phía bên tay phải của chúng ta, và OLTP là cái trung thông thông thường mà chúng ta thường làm đó, hiện tại đang làm đó ha. Thì cái đặc trưng của nó là OLAP này là sao? Nó handle all historical data à. Thì nó khác hoàn toàn với cái quy tắc cơ bản và phía hướng bên thiết kế dữ liệu thông thường là sao? Chúng ta không bao giờ thiết kế dữ liệu ở dạng mà làm sao dạng là thứ cấp, có nghĩa là nó được tạo ra từ những cái dữ liệu khác ha, mà chúng ta chỉ lưu trữ dữ liệu cứ dạng sơ cấp, có nghĩa là nó là cơ bản, nó là đơn vị nhỏ nhất cần lưu trữ dữ liệu. Còn thứ cấp muốn lấy ra dữ liệu từ những dữ liệu đã có trong hệ thống, ví dụ là tính thành là ví dụ một cái hóa đơn đó thì tính thành tiền là bao nhiêu đúng không, hay là một cái thống kê về những khách hàng mua hàng nhiều nhất vân vân, thì cái đó chúng ta có lưu không? Không, chúng ta không có lưu, nó chỉ ở cái dạng những cái view, những cái query, những cái câu lệnh mà chúng ta đã thiết kế sẵn, mỗi lần chúng ta cần thì chúng ta run nó chạy, nó tra cho chúng ta cái updated data. Còn OLAP thì nó khác. À, lần đầu chúng ta tạo chúng ta chạy có một cái kết quả thì nó cũng lưu cái chỗ đó, đúng không? Lần tiếp theo chúng ta chạy nó cũng lưu, thì các bạn thấy nó duplicate và nó chồng chéo rất là nhiều. Cái này là bản chất historical data, thì giống như là trong trong gì các bạn hiểu không, trong data warehouse cũng vậy đó, data mart cũng vậy đó, có nghĩa là nó lưu vết hết tất cả ha, cơ bản là cái điều vậy. Rồi cho đó cái size của nó rất là lớn, các bạn hiểu không, có nghĩa là nó lồng ghép thì người ta cứ xài nhiều chạy nhiều thì cái giao dịch nó rất là lớn, bởi vì nó chứa historical data. Cho nên nó có cái chiều tiếp theo, cho nên người ta nói là nó đa chiều, multi dimension, chiều về thời gian rồi vân vân, cấu trúc. Và những cái query của nó sẽ complex, phức tạp hơn. Cái query về ngôn ngữ SQL của chúng ta thông thường nó cũng có giải SQL nhưng mà nó sẽ phức tạp hóa lên. Ha. Và kéo theo là sao? Tốc độ nó sẽ slower, chậm hơn. Rồi và nó có cái chế độ là chỉ read operation là sao? À, chạy tạo view chạy kết quả và chỉ để vậy,
không cho chỉnh sửa, không cho xóa nha các bạn, bởi vì nó chứa historical data, không xóa, không chỉnh sửa, không gì hết. Còn bên bên thông thường của chúng ta có, đúng không, chúng ta có update, đúng không, chúng ta có thể ghi cái gì đó, chỉnh sửa vân vân. Còn bên này nó historical là nó cái gì nó cũng lưu hết và nó không có cho chỉnh sửa, các bạn hiểu không, hình dung không? Đó, đó thì là cái điểm cơ bản. À, thì BPM á, à, nó tương tác, nó cũng hỗ trợ cho chúng ta về đa, à, cái mô hình như thế này ha. À, nhưng mà trước nhất á, chúng ta học á, à, ở môn học này thì ở cái bậc cử nhân của các bạn thì chỉ dùng cái operational thông thường của mình mà thôi ha. À, chưa nói đến những cái hình thức phía sau. Nếu bạn nào mà sau này muốn làm đồ án nâng cao một cái bài mà sử dụng chức năng nâng cao liên quan tới BPM của nó, OLAP hay Data Warehouse, Data Mart, nó hỗ trợ như thế nào vân vân, thì đó là bước tiếp theo các bạn nghiên cứu thêm nhé. Rồi, đây là cái phần người ta nói tổng quát lại thôi. Ok, OLTP là cái thông thường physical của mình đây. À, trong mô hình BPM thì chúng ta thấy một cái bức tranh tổng thể, mình chỉ là ở cái phần rất là cơ bản ban đầu, cái phần thiết kế. Còn cái phần xài, trong quá trình xài người ta muốn lưu hết tất cả những dữ liệu, những cái transaction mà liên quan tới data đã truy vấn vào dữ liệu như thế nào, lưu hết vân vân, thì dạng data warehouse. Rồi làm sao để lấy ra dữ liệu, những lần lấy ra dữ liệu người ta vẫn muốn lưu nó lại historical data thì có OLAP. À, và kiến trúc của nó và cái kiểu truy vấn và cái thời gian để mà nó phải làm xử lý thì nó phải trả những cái chi phí đó đi kèm, cho nên người ta nói là nó phải có dung lượng lớn để chứa này, nó phải làm một cách chậm chạp hơn ha. Còn OLTP của mình thông thường thì nó theo thông thường thôi, mình muốn nhanh muốn chậm á tùy thuộc vào dữ liệu chúng ta lớn hay không lớn, hay chúng ta thiết kế dữ liệu về cơ sở dữ liệu các cái thực thể hay các bảng dữ liệu nó có logic, nó đã tối ưu hay chưa, hay nó đang có vấn đề về dư thừa dữ liệu, duplication ví dụ vậy, dư hợp lý thì nó cũng là cái nguy cơ tạo ra cái sự chậm trễ ha. Và các bạn thấy cái phần gạch dưới màu xanh á, nó follow CDM của các bạn, conceptual analysis in data modeling, à, nó sẽ là cái đơn vị tiếp nối từ mô hình CDM. À, nhưng mà chương trình học của các bạn là những môn đầu tiên về dữ liệu thì các bạn đã nhảy ù vào, đốt cháy giai đoạn, nhảy đến mô hình BPM rồi. BPM, cô xin lỗi, BPM này. Có nghĩa là đã thiết kế cho các bạn được gọi tên là những cái table, những cái column hay những field. Và bắt các bạn thiết kế theo cái thiết kế có sẵn, giống như các bạn hướng dẫn sử dụng một cái công cụ vậy đó. Mà tại thời điểm đó chưa cung cấp cho các bạn cái tư duy hoặc cách suy nghĩ để mà tạo làm sao, cách nào người ta có sẵn những cái table đó. Và trong quá trình mình học thì mình lại lấy cái kinh nghiệm đó một cách mơ hồ, đúng không, mình kết nối kinh nghiệm này kinh nghiệm kia. Ví dụ mình hình dung, à, nếu quản lý sinh viên thì thường thường nó sẽ có những cái bảng liên kết như thế này, đúng không, quản lý bán hàng thì nó có những cái bảng liên kết như thế này, hóa đơn thì có chi tiết hóa đơn, ví dụ thành một cái bảng rồi gồm có khóa của là khách hàng này, nhân viên rồi này nọ thế kia, đúng không, thuộc một cái gì đó gọi là một cái habit hay là một experience từ những bài học trước, mà chúng ta chưa có cái phần gốc rễ của vấn đề là từ mô hình CDM. Và mô hình CDM từ đâu? Nó từ mô tả hiện trạng cụ thể của một hệ thống nào đó, cái cách mà các bạn đang làm bài tập lớn đó, đó là cái cách mà các bạn đang đi từng bước nó lớp logic và từ lúc ban đầu sơ khởi, chứ không phải chỉ đơn thuần đưa cho các bạn một cái mô hình về gọi là thiết kế ERD, đúng không, các bạn thường nói là thực thể, hay là một thiết kế về data relationship, đúng không, relationship của một cái database ví dụ vậy là xong, chưa đâu, nó chỉ là cái phần mình chỉ thấy đơn thuần về mặt dữ liệu, mà dữ liệu đã được xử lý rồi, à, mà mình chưa hiểu rõ là à, tại sao nó lại như vậy, xuất phát từ đâu, à, thì cái cách, cái hướng đi, cô cảm giác như hướng đi nó cũng hơi bị trớ trêu, à, không hiểu tại sao người ta lại thiết kế những cái môn học như vậy, mà thay vì phải để nó lên đầu, các bạn hiểu không, hay người ta muốn mình là những người thợ, muốn mình sau này cũng đi làm là những người thợ giống như thiết kế, phân tích thiết kế giống như outsource sản phẩm phần mềm vậy đó. Người ta đã thiết kế tổng thể rồi, nhiều chức năng, module, phân nhánh rồi, mà người ta cần outsource một cái nhóm, hay người ta một cái nhóm chức năng nào đó, điều khiển một thiết bị ngoại vi bên ngoài, một cái kiến trúc, một cái phần mà
kết nối data, vân 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 vân. Mà đó, mọi thứ nó đã thiết kế và phân tích có sẵn rồi, trên nguồn database đó có sẵn và đưa vào chúng ta thực hiện những chức năng bổ sung. Hay ngay cả những cái phần mềm người ta cũng đã có phân tích thiết kế sẵn sàng rồi. Ví dụ vậy, thì cái định hướng của đào tạo của mình có thể tạo ra những người thợ, chứ không phải là tạo ra những người mà làm chủ về cái tư duy về kiến tạo ban đầu luôn ha, giải quyết vấn đề cục, có nghĩa là cội rễ của nó ha. Không biết cô nói tới đây các bạn có catch up được không, có theo được không? Dạ được cô. Được đúng không? Đó thì đó là cái phần lý do tại sao mà dĩ nhiên dạy lớp nào về môn này thì cũng sẽ gặp cái trường hợp các bạn thiết kế CDM là gom một đống về kho nội kho ngoại vào trong, bởi vì sao? Đó là những gì các bạn đã có đúng không, và các bạn giống như là rơi vào tình huống là bắt đầu kinh nghiệm mà đầy tràn rồi đúng không? Khi thiết kế về table rồi bắt đầu thêm với nghĩ lường trước là thêm khóa này khóa kia rồi tạo thêm đối tượng, không có nha. Rồi đây người ta nhắc lại thôi. Rồi khi trước khi mà nói á, cô nói trình bày nội dung cũng có đốt giai đoạn một cái dạng mô hình là logic rồi đó. À, thực chất nếu đi chuyên sâu là phải từng bước nha, CDM, logic đến vật lý. Logic là cái dạng ở giữa để nó dung hòa, nó sắp xếp lại những cái CDM của mình, các bạn hiểu không? À, mà thông thường những hệ thống, những bài các bạn làm là những cái mô hình nó rất là đơn giản và cổ điển và sự khác biệt nó chẳng thấy rõ. À, cho nên là skip qua luôn ha, để chúng ta đi thẳng tới mô hình BDM. BDM ha. Thì cái mô hình logic này là nó làm cái gì? Ha, mặc dù chúng ta bỏ qua một cái chương của logic, không phải một chương, một cái nội dung trong cái tài liệu mà người ta hướng dẫn xài vào designer, thì người ta nói logic là nó nói đến cái chuyện thiết kế về cấu trúc dữ liệu về database và thực hiện chuẩn hóa. Đó, cái từ này denormalization. Normal là bình thường đúng không? Denormal. Database. Và ở mức logic này nó cũng độc lập với những hệ quản trị cơ sở dữ liệu luôn. Nó tương tự CDM, nó cũng độc lập. Nhưng mà nó ở cái khâu mà tinh chỉnh, chuẩn hóa lại. À, bởi vì sao? Bởi vì sẽ có cái hiện tượng là khi chúng ta thiết kế cơ sở dữ liệu sẽ có mối quan hệ nhiều nhiều NN á, giữa hai thực thể. Mà khi mà chuyển đổi qua hình mô hình vật lý á, thì mối quan hệ nhiều nhiều nó không có thể adapt được, nó không có biết cách thiết kế. Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó chỉ biết là một một đúng không, một nhiều, nhiều một, hoặc là không 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 nhiều, nhiều không, chứ nó không có thể là nhiều nhiều được. Muốn có nhiều nhiều thì phải thêm một anh trung gian, thì chính cái giai đoạn logical nó sẽ bổ sung cái chuyện đó nha. Và nó không phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu, bởi vì nó không gắn kết với cái chuyện là nó phải cần cài đặt thực thể của những cái đối tượng trong đó ra một cái ngôn ngữ SQL như thế nào, mà tùy cái môi trường nó không có quan tâm đến cái đó. Rồi. Và trong cái liên quan tới vật lý á, thì chúng ta sẽ có những cái đối tượng đặc thù quen thuộc mà các bạn đã biết rồi, hoàn toàn biết rồi, là table, là cái bảng. Cái bảng này là chính là cái entity mà chúng ta có ở CDM. Được chưa? Rồi nó có column. Column nó chính là entity attribute, là thuộc tính trong từng entity á, nó chính là column. Rồi nó những có những cái rất là quen thuộc của chúng ta là key, primary key đúng không? Rồi foreign key, rồi nó có index này, cái khái niệm ở đây liên quan tới những cái column đó. Rồi reference. À, reference thì bên kia nó chính là gọi là relationship á, hay association, association đúng không? Bên kia CDM chúng ta có hai dạng, bởi vì chúng ta dùng hai cái notation. Notation ER và notation Maris hay là Maris ha, thì nó có hai dạng là association và relationship. Thì qua cái mô hình vật lý này thì nó trở thành một cái là reference, table và reference. À, không có lăng tăng nhiều thứ, chỉ có table và reference. Rồi nó có thêm cái view là cái công cụ mà trọng yếu mà hướng cơ sở dữ liệu thiết kế theo kiểu operational mà chúng ta nói này, là tạo những cái view. View là sao? Nó lưu lại. Các bạn nhận thấy đi, khi chúng ta các bạn tạo cái view là các bạn tạo cái gì, cái tên, cái name của cái view đó và cái câu truy vấn. Và khi các bạn run cái view đó sao? Bản chất là các bạn chạy lại cái câu lệnh cấu trúc các bạn đã thiết kế và nó chạy trong thời gian thực. À, có nghĩa là trước đó, ví dụ cách đây 1 giờ các bạn chạy dữ liệu là như vậy, 500 row đúng không? Kết quả là con số thống kê là
mấy tỷ, ví dụ vậy 3 tỷ đi, rồi sau 2-3 tiếng các bạn chạy thành 600, cô lấy ví dụ vậy, nó lên vài tỷ cộng thêm nữa, ví dụ vậy, thì nó là cái view. Còn cái hình thức mà OLAP thì nó khác. Đó, nó chạy lần trước thì nó luôn cái là lần trước đã chạy được con số này, lần bây giờ mà chạy tiếp thì nó con số tiếp, nó phân biệt rạch ròi. Còn trong cái view này sao, nó chỉ care cái hiện tại lúc bạn chạy, là nó refresh cái view đó rồi, dữ liệu cũ đã bị mất, các bạn hiểu không, dữ liệu cũ đã bị mất. Rồi ngoài ra con hỗ trợ những cái phương tiện khác như là procedure, web service, những web service để xây dựng những hệ thống lớn, hay là những web operation, đó, vân vân. Thì cái lần này là cái phần mà các bạn biết là nó có, sau này mình cần xài. Còn phạm vi những nội dung mà cô dạy ở môn học này, cũng như các bạn làm trong cái bài tập nhóm của mình, cũng như sau này thi, thì cô chỉ dừng ở cái chỗ là view mà thôi, chứ không có tiếp tục những cái phần ở dưới này ha, chỉ có view mà thôi. Rồi multi-dimensional object là trường hợp mà data warehouse, data mart hay là OLAP thì sử dụng thêm những cái đối tượng này, đối tượng cube, những cái hình mà đa chiều rồi đó. Rồi nó có những thêm là dimension, nó tính đến cái chiều ha. Nó cũng có liên kết ở social, nó attribute vân vân, đây là mức mà đa chiều ha, mà chúng ta chỉ dừng lại ở cái mức đơn chiều lên trên này thôi. Chỉ có view rồi reference table thôi ha. Rồi đối với mô hình BDM này á, nó có thể là giúp các bạn thiết kế và cho một cái dự án mà có thể tổng hợp sử dụng nhiều. Ở đây này, DBMS là gì? Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Cái tính cô bị gì rồi, có thể xài chung, bởi vì nó sao, nó có thể use many different DBMS, có nghĩa là một cái project như vậy các bạn có thể kết nối tạo nhiều cái BDM, nếu mà trong hệ thống các bạn đủ lớn đủ phức tạp, nó bao gồm nhiều cái mô hình ở những cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau. Mà thông thường cái đó là những hệ thống lớn người ta xây dựng tích hợp với nhau vân vân, nó phức tạp. Còn bài của chúng ta học á, hay là thi hay cái bài của các bạn thì chúng ta làm cho đơn giản thôi, bởi vì hệ thống của chúng ta cũng đơn giản là cũng không có gì phức tạp, thì chúng ta chỉ dừng một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu thôi ha. Alo. Rồi trời bắt đầu mưa rồi đó. Đó là cái phần về môi trường BDM. Thì ở đây các bạn lưu ý là cái notation này là chính là cái phần mà chúng ta chọn cái loại hình, cái mô hình mà chúng ta, cái loại của database, cơ sở dữ liệu của chúng ta. Relational là cái hình thức thông thường thể hiện mối quan hệ đó, hay là những cái option khác như này chúng ta chọn nhé. Rồi các bạn thấy cái phần model setting phía tay trái không? Category của cái model option BDM không? Alo. Trời bắt đầu mưa, không biết các bạn có nghe rõ nữa không? Dạ nghe rõ rồi. Ok. Thì các bạn thấy nó có những cái thiết lập rất là nhiều những cái đối tượng của nó, liên quan tới fact, dimension như thế này, queue là những cái đa chiều ấy, dùng trong data warehouse, data mart hay OLAP. Chúng ta thường thường chỉ quan tâm những cái nằm trên thôi. Tại sao cô nói cái này? Bởi vì cho các bạn, mặc dù chúng ta không có đi chuyên sâu trong cái môn học này, nhưng mà chúng ta biết là có, để sau này lỡ ở đâu hoặc là nhu cầu các bạn làm ở đâu, dự án nào đó mà nhu cầu cần ấy, chúng ta nhớ là cái công cụ PaDesign này hay là những công cụ khác về phân tích thiết kế hệ thống thì người ta đều có hỗ trợ hết ha. Chúng ta có thể là hoàn toàn dùng công cụ để hỗ trợ chúng ta. Rồi và notation của chúng ta là cái phần này trổ xuống ở đây các bạn, cái mũi tên đỏ của cô á,
các bạn right click model option thì chúng ta sẽ ra chọn relational là sao? Là notation nó dùng dạng mũi tên, cái dạng thân thuộc mà chúng ta thường xài với asset hay là không, asset nó không có dùng mũi tên ha, SQL server thì phải. Rồi có cái mô hình là Codasit thì nó là sao? Nó hướng, nó chiều ngược lại các bạn. Các bạn thấy không? Cái mũi tên nó sẽ hướng vào primary key, có nghĩa là cái bảng số 2 này nó sẽ có primary key, và cái foreign key của nó sẽ nằm ở bảng số 1, ví dụ vậy ha. Thì cái mũi tên như thế này. Còn cái nếu dùng cái notation là Codasit thì cái chiều hướng ngược lại. Cái này chẳng là cái bộ giống như notation trong CDM chúng ta biết đó, ER hay MRI sau bên đó vân vân. Thì ở đây nó có những cái bộ như thế này. Bên kia nó cũng có conceptual, nó cũng có IDES ha. IDES SRF1S ha. Rồi, liên quan đến cardinality vân vân. Thì thông thường chúng ta chọn cái đầu tiên các bạn, cái relational ha. Và biết cái mũi tên hướng về là hướng về cái primary key ha. Rồi những cái thuộc tính này. Rồi cách thức tạo BDM thì nó ở cái giao diện chụp màn hình này, nó phiên bản cũ ha, phiên bản mới thì chúng ta chút nữa cô sẽ mở bên kia. Thì tương tự tạo CDM với BDM vậy thôi ha. Chúng ta sẽ chọn, rồi phải chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu đây. Các bạn thấy cái option không? DBMS ở đây. Đó. Rồi. Và bởi vì làm việc trong mô hình BDM này là liên quan tới cái ngôn ngữ SQL, cho nên nó có hai cái tool là cái editor và review để chúng ta xem cái kết quả chúng ta run những cái view đó. Dĩ nhiên data thì chúng ta chưa có một cách chính thức, mà là data có thể là dummy, tức là sao, nó tạo cái bộ test data luôn ha. Thì BioDesign cũng giúp hỗ trợ tạo bộ test data nhưng dưới dạng là nó random á các bạn, nó random ký tự với số, nó tạo một cái chuỗi vô nghĩa, nó không có nghĩa gì hết, nhưng mà nó chỉ có những cái ký tự và số tùy cái data type của chúng ta thiết lập cho cái column đó ha. Dù sao có vẫn còn hơn không hả? Rồi cách sử dụng các cái công cụ tool này hả? Editor. Đó, đây là cái phần table, nó hiển thị những cái table có phía tay phải và chúng ta chọn mà. Và nó sẽ hiển thị phía dưới này ha. Giống như cách để chúng ta dễ nhớ lại liệt kê những cái table nào hay là column nào đang hiện có, chúng ta sẽ xem. Còn review là chính cái phần mà chúng ta thường thấy trong cái mỗi table, nếu có phần đều có phần cái review. Review này là cái phần mà giống như câu lệnh hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào cũng có đó các bạn. Cái phần mà nó tự sinh ra ha, cái đoạn SQL để tự sinh ra cái table đó ha, thì tương tự như vậy SQL này cũng có. Và tại sao khi tạo mô hình BDM này, một cái parameter đầu tiên nó luôn hỏi mình là bạn tạo mô hình vật lý dữ liệu và cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào? Để vì tại thời điểm ban đầu nó cần biết để nó có tự sinh ra những cái đoạn SQL như thế này cho chúng ta các bạn. Các bạn hiểu không? Nó phải biết trước để nó sinh ra nhá. Bởi vì mỗi, mặc dù là ngôn ngữ SQL nhưng mà mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó sẽ có khác nhau về cái bộ gọi là bộ cái dictionary của nó, những cái từ khó, những cái cấu trúc, ví dụ vậy, cách thực hiện các câu lệnh vân vân. Những cái cấu trúc và điều khiển ha. Thì tương ứng như vậy nó sẽ có business rule ha. Business rule thì bữa trước chúng ta có nói qua về các mô hình trước rồi. Và thường thường business rule nó sẽ hiển thị ở trong cái phần khi tạo cái table á. Business rule có thể là những cái constraint, những cái ràng buộc khi liên kết với những cái table khác, hay là nó kiểm tra một số thông tin nào đó, một cái thuộc tính nào đó, những cái từ khóa nào đó, những cái phạm vi nào đó, thì nó sẽ là hiển thị dưới cái hình thức này. Đây là những cái thể hiện rõ nhất đây.
Còn hai cái mô hình trước đây như business rule thì chúng ta thường thường thấy là những cái phần mô tả mà thôi, đúng không? Thì đây tới phần vật lý thì nó mới thể hiện cái phần mô tả là như thế nào dưới dạng là phần, cái phần của trong điều kiện trong cái câu SQL. Các bạn thấy không? Đây là ví dụ minh họa này. Constraint là ý nói những cái ràng buộc, những cái điều kiện. Thì nó chính là business rule, nó ứng dụng business rule, nó phải check cái điều gì đó. Rồi, và business rule thì người ta phải định nghĩa của nó là gì ha? Rồi, cách sử dụng. Bởi vì mỗi cái table như vậy nó đều có một cái tab, trong đó là rule. À, chúng ta sẽ định nghĩa thêm, tạo, kéo hết những cái business rule mà chúng ta đã tạo trong cái mô hình này. Mà mô hình này chính là mô hình sinh ra, vật lý là mô hình sinh ra từ mô hình CDM, đúng không? À, giả sử mình đã tạo ở mô hình CDM rồi thì kế thừa ở trên này kéo nó vào thôi. Nha. Với những cái điều kiện mà chúng ta sẽ thấy trong cái property của table ở cái mục preview á, thì thấy cái câu lệnh SQL tạo cái table này. Rồi, xây dựng vật lý. Nếu mà chúng ta xây dựng từ ban đầu mà không có cần cái sự chuyển giao từ CDM á, chúng ta lười, ví dụ vậy, chúng ta chỉ thiết kế một lần ở CDM thôi, sau đó chúng ta phó cho cái vào designer nó làm, sau đó cái quả thì chúng ta mở ra BDM để được sinh ra dùng với chúng ta, và chúng ta chỉ check lại, kiểm tra lại, sau đó chúng ta sẽ bổ sung những cái view là những cái query á, để mà tạo ra những cái output chúng ta muốn, những cái thống kê, những cái báo cáo mà hệ thống và phần mềm nó yêu cầu ha. Rồi dĩ nhiên là phân tích thiết kế hệ thống nó không chỉ đơn thuần là dừng lại cái chỗ phân tích thiết kế như thế này, mà nó phải thực hiện bằng cách là sao? Chúng ta tạo được cái view thống kê rồi, bây giờ làm sao để tương tác với cái người sử dụng, đúng không? Làm sao để truyền lại cái thông tin đó cho người sử dụng. Thì đó là cái phần thiết kế về cái ứng dụng, thiết kế phần cái giao diện và chức năng bên ngoài nữa ha. Bởi vì CDM, BDM này, PDM này chúng ta chỉ nói đơn thuần cái phần back end, cái phần cơ sở dữ liệu thôi các bạn. Chưa nói đến phần front end ha. Rồi, thì thông thường như vậy, đây trong cái table như vậy thì nó sẽ có column, nó còn có index. Các bạn có biết tại sao phải có index không? Có key không? Hay là trigger có thể các bạn đã biết ở những cái môn học mà về asset á, nếu các bạn được dạy và không bỏ lượt giảm á, thì cũng đã biết trigger rồi. Rồi option là tùy chọn, review là để xem cái code á, cái mà lúc nãy cái giao diện này, cái review ở đây các bạn. Đó. Ở một table thì xem được những cái tab ở trong đó nhá. Rồi những thuộc tính của table ha. Review thì xem cái code, những option, những cái thuộc tính ở trong đó. Rồi những script, đoạn script để table creation, để tạo nên cái table đó. Rồi có nhiều cách để tạo một cái table trong môi trường và designer, có thể là từ một diagram. Bởi vì chúng ta có thể lấy từ một diagram import vào xài lại của người khác, hoặc là toàn browser trên cái màn hình đó, phía tay trái, hay là những cái list ở trên table đó. Cái table ở trong cái hệ thống. Kéo qua. Nếu chúng ta đã thiết kế có sẵn rồi ha. Và cách mà đơn giản hơn chúng ta thường làm lười biếng á, là chúng ta thiết kế CDM đầy đủ ngon lành ha, tiếng Việt không dấu ha, để chuyển đổi qua đây thành những cái table tiếng Việt không dấu, dễ query, đúng không? Rồi chúng ta thiết kế hết tất cả data type cho các cái entity attribute, thì qua đây nó sẽ có những cái column với thuộc tính đã có sẵn rồi, không cần phải khai báo kiểu dữ liệu nữa ha. Rồi ở đây để cái miền á, đây ý nói về loại data ha, numeric. Rồi numeric data
conceptual data time, có nghĩa là cái cột đầu tiên là cái cột mà kiểu dữ liệu mà trong mô hình CDM người ta xài á. À, thì bây giờ chuyển sang vật lý thì như thế nào thì người ta chưa nói, và bây giờ người ta nói là nếu mà integer thì nó là 32 bit ví dụ vậy. Không rồi. Rồi hay number hay vân vân. Rồi. Hay là liên quan tới character, hay liên quan tới kiểu data conceptual là khái niệm mà bổ sung ngày tháng vân vân. Và kiểu dữ liệu khác nữa. Đây cái bảng mà chúng ta thường thấy trong một CDM đây. Rồi những còn trong mô hình vật lý á, thì nó có thể hỗ trợ chúng ta những dạng kiểu dữ liệu mở rộng như là array đúng không? Ví dụ ở đây người ta lấy đối với array á, thì đối với phiên bản Oracle phiên bản 8 trở lên á, thì nó có kiểu là vArray hay có kiểu loại là list á, thông thường mà khi chúng ta lập trình chúng ta học á, thì nó sẽ dưới dạng là cái table đối với Oracle 8 trở lên ha. Hay là trong ngôn ngữ Java thì chúng ta có số công cụ như vậy, rồi hỗ trợ, rồi đối với object, rồi cấu trúc vân vân. Mấy cái này nữa cũng hơi là lạ, ít tiếp xúc ha, chúng ta skip qua. Rồi bây giờ cô nói đến cái phần mối liên hệ với mô hình hướng đối tượng. Bởi vì mô hình PDM có thể chuyển đổi sang mô hình hướng đối tượng các bạn, hoặc là chuyển đổi ngược lại về mô hình CDM, có nghĩa là chuyển đổi hai chiều đó các bạn nhé. Chúng ta có vật lý, chúng ta có thể chuyển đổi về CDM mà. Rồi các dữ liệu abstract là những cái kiểu dữ liệu mà chúng ta định nghĩa lại chứ không phải dữ liệu thông thường có sẵn trong hệ thống á. Rồi nói đến column mà thì nó có những cái thuộc tính data time, một trong những cái nó rất là quan trọng. Thì thiết kế CDM thì chúng ta cũng đã có rồi đó ha. Nếu chúng ta làm ở CDM đầy đủ thì ra mô hình vật lý thì chúng ta chỉ ngồi không vậy. Chúng ta cũng phải kiểm tra lại ha, không phải thiết kế từng table ha, nhưng chúng ta sẽ mở ra để xem ha và check cái mô hình. Rồi định nghĩa các cột này, nó rất là nhiều thứ. Rồi đây editor đây, ví dụ chúng ta đã ở cái table nào đó và nó có những cái column ở đây thì nó sẽ hiển thị phía bên tay phải các bạn đó, cái tả những cái column mà nó có, và các bạn nếu xài thì chọn cái đó đưa vào cái phần dưới là cái phần kim gọi là cái sao đó, phần soạn thảo về cái của editor này ha. Đây là cấu trúc câu lệnh phép nhân đúng không, của hai cái field hả, của cùng một cái table ha. Rồi có dạng cái column thuộc dạng là auto incremented, là cái dạng mà con số nó tự sinh ra tự động, column kiểu dữ liệu như vậy ha, thì cũng có nói đến. Rồi và có một cái mẹo nữa các bạn, bởi vì mô hình vật lý này bên cạnh nó chuyển đổi sang mô hình CDM, nó có nghĩa là truy ngược lại từ cái mô hình mà thiết kế ban đầu á, hay là nó có thể sinh ra một cái mô hình mà nó khác hoàn toàn về hướng mà nó đang quản lý, hướng có cấu trúc mà là hướng đối tượng luôn, là OM luôn á, CDM nó có thể chuyển đổi trực tiếp các bạn. Thì sao? Có một điều nữa, nó có thể tự tạo ra một cái phiên bản của chính nó nhưng dưới dạng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác. Các bạn thấy điều này nó hay không? Alo, bạn nào có hiểu được cái kiểu cái trường hợp này cô nói hay không? Ví dụ bạn đang có một cái thiết kế ha, mô hình này cứ cho người ta cũng xài file designer luôn, người ta thiết kế trên cái môi trường file designer và hệ quản trị cơ sở dữ liệu của nó là Oracle đúng không? Nhưng mà chúng ta không có phiên bản Oracle để mở ra, thì chúng ta dùng file design để chuyển đổi cũng là mô hình đó nhưng mà về hệ quản trị cơ sở dữ liệu
SQL Server cô lấy ví dụ hoặc MySQL, thì chúng ta có một cái bảng nó gần như là tương đương để chúng ta mở trên cái trình cơ sở hệ quản trị cơ sở dữ liệu của mình. Các bạn hiểu không? Hello. Các bạn có thấy được cái tiện ích này không? Con nói tiếp đi cô, cũng chưa hiểu. Chưa hiểu. Bởi vì khi làm mình sẽ biết. Khi các bạn tự, bởi vì giống như mô hình CDM, BBM á, nó có tự sinh ra một cái bảng generate ra, một cái bảng chính đó, các bạn hiểu không? Mà khi generate ra BDM, mà BDM sinh ra mới thì sao? Nó luôn luôn hỏi hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Thì mình dùng chính cái chiêu này để mình tạo ra một cái bảng copy, có nghĩa là vẫn là BDM này, nhưng mà trên nền tảng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác. Các bạn hiểu không? Một chút nữa mở cái phần đó xem. À, rồi, đó là cái phần nó định nghĩa lại các cột và giá trị. Cái này thì rồi các khó rồi. Ở đây có cái khái niệm primary, alternate, foreign. À, foreign với primary thì các bạn quen rồi, alternate. Đó. Để xem cái trường hợp ngoài bên ngoài cái tình huống nào mà xài alternate. Rồi ví dụ đây là cái phần mà đây một cái table đây, nó có cái column đúng không? 6 cái column nằm phía trên và ở dưới này nó chính là cái hai cái key á, một cái là PK là gì? Primary key, với cái là AK là gì? Alternate key đúng không? Các bạn có thấy cái từ AK này không? Cái PK không? Nó hơi bị vỡ rồi. Nằm phía dưới không? Đó, chính là cái phần viết AK là của alternate này. PK chính là primary ha. A reference. Và nhìn cái hình này thì mình biết là nó, ví dụ ở đây cái bảng sell nó liên hệ với store. Tại sao mũi tên nó hướng về store? Bởi vì cái mình đang dùng cái notation là relational, các bạn nhớ không? Thì cái mũi tên nó sẽ chỉ về cái gốc của nó khi liên hệ với sell và store. Thì ví dụ đây một con hệ là cái xe này nó sẽ lưu cái gốc của nó là từ store ID, cho nên cái store ID ở bên này primary key, cho nên là nó phải trở về primary key, các bạn hiểu không nha, chứ nó không có trở theo hướng ngược lại, trở về sell. À, bởi vì store ID á, nó lại lưu ở bên sell, được chưa? Đó. Reference thì người ta ở đây người ta tạm dịch là cái từ là tham chiếu ha. À, đây là mối quan hệ hai chiều này hay là một chiều, mũi tên hướng tới hay hướng lui, thì nó nói đến trường hợp là cái khái niệm gọi là kia gọi là table column type table ha, cái bảng mà bạn kéo theo á ha. Này giống cái kia rồi. Định nghĩa các tham chiếu là reference á, building reference. Thì cô tới cái phần view hả? Cái phần đây là chỉ một index. Các bạn biết tại sao phải dùng index không? Index ở trường hợp nào mà trên hệ thống các bạn thấy người ta dùng rất là nhiều, khi mình xài trong thực tế mình mua đồ online hoặc mình tra cứu, mình tìm thông tin á, thì các bạn thấy thường thường là giả sử mình vào một cái trang web nào đó mình muốn tìm một cái mặt hàng đúng không, thì các bạn thấy là nó sẽ có nhiều tiêu chí để chúng ta filter lọc lại đúng không, hay là tiêu chí để chúng ta sắp xếp cái kết quả mà chúng ta tìm kiếm được. Các bạn có hiểu không? Alo. Dạ hiểu. Đó, thì tại sao các bạn chọn, ví dụ chọn tiêu chí là sao? Khuyến mãi nhiều nhất đúng không, hoặc là người ta mua nhiều nhất, phổ biến nhất đúng không, hoặc là giá rẻ nhất đúng không, giá rẻ đến đắt ví dụ vậy, hay là chiều ngược lại.
hay là theo cái rating đúng không, vân vân, những cái tiêu chí đó nó là chính là những index, các bạn hiểu không, là những cái tiêu chí để mà người ta nhấp chọn vào nó thì sort order theo nó. À, thì thường thường người ta dùng index này là cái chỉ số đánh số có sẵn để mà nó tìm kiếm nhanh, à, để lọc ra đúng không? À, thì cái này là kỹ thuật người ta dùng có sẵn đó. Rồi nói đến view, à cái view chúng ta nói này là một cái cách để mà xem dữ liệu của một hoặc nhiều table. Xem view có nghĩa là sao? Một cái không nhìn, muốn xem thì phải dò, phải tạo ra. Thì nó chính bản cái chất refresh giống nãy giờ cô nói. À, muốn chạy cái view có nghĩa là view thì các bạn đã thiết kế câu lệnh, cái cấu trúc để mà chạy. Và thời điểm này các bạn chạy ra kết quả này, thời điểm sau chạy ra thì kết quả nó sẽ khác. Nó không có lưu cái cũ nha các bạn. Nó chỉ lưu nếu điều kiện cái câu lệnh view của các bạn output ra một cái file nào đó và các bạn lưu nó. Các bạn hiểu không? Thì các bạn mới giữ được. À, còn nếu đơn thuần chỉ xem mà không output ra một cái bên ngoài dưới dạng một cái file nào đó để lưu trữ thì các bạn không có giữ được, catch up được. Nha, mỗi lần chạy như vậy nó sẽ chạy với hiện tại dữ liệu nó đang có. Mà dữ liệu hệ thống thông thường ngoài thực tế là nó biến động, nó thay đổi không lường các bạn nhé. Cho nên nó lý do nó khác với cái OLAP với Data Mart, Data Warehouse là vậy. View thì nó có column, nó tương tự trong cái table nó cũng có column, bởi vì bản chất của nó là view ra những cái column đúng không, với những cái cấu trúc và những điều kiện nhá. Đây ví dụ, đây là một ví dụ cơ bản đúng không, nó lấy kết quả của cái query view này, nó sẽ tổng hợp từ cái bảng property và bảng method, và hai cái bảng này nó sẽ hiện hiện, các bạn thấy trong hình này không, hiện thị dạng hai cái bảng nằm dưới này, và cái value của nó chính là name và comment của bảng property kết hợp với những cái dòng lệnh là signature và body từ cái bảng method, và nó chung quy lại nó xài chung cái column của nó, chắc nó ưu tiên nó để cái tên là của thằng gốc và thằng name và comment. Rồi và đây là cái phần mà nó create view. Create view dưới này, create view mở ngoặc đóng ngoặc, nó chính là cái gì, mình muốn rename lại hai cái column mà trong cái ví dụ đây, các bạn thấy không, trong câu lệnh query chúng ta là select name và comment từ property, cái cách mà chúng ta xem, thì bây giờ chúng ta tạo cái view này chính là cái view nó chứa dữ liệu cũng là hai cột, nhưng chúng ta rename nó lại thì client name và comment chứ. Chứ nếu chúng ta không có mở ngoặc đóng ngoặc cái đây thì nó lấy chính nguyên si cái column name của cái table property mà chúng ta select này. Các bạn hiểu không? Rồi các bạn cứ chạy thử thì hiểu à? Hả? Chạy theo kiểu là create view, my view mà không có phần trong dấu ngoặc, đóng ngoặc mở ngoặc. S select name comment from property. Hay là chúng ta chép BC đoạn này thì kết quả nó khác nhau cái gì ha? Rồi. Rồi những cái trigger là cái gì? Các bạn nào nhớ trigger là gì không? Thực ra cái này mình biết thôi chứ lúc nào cần thực sự mới xài, chứ xài nó cũng con dao hai lưỡi, bởi vì nó tác động khá sâu vào trong hệ thống của mình, nó mang tính automatic background, có khi chúng ta khó để còn control nó. Các bạn biết trigger là gì không? Trigger thường thường là trigger nó sẽ là hỗ trợ đằng sau chúng ta khi thực hiện những cái thao tác truy vấn dữ liệu. Ví dụ là chúng ta đặt một cái trigger là mỗi lần mà tôi cập nhật hay là dữ liệu, tôi tạo mới một dòng dữ liệu update hoặc là insert vào dòng dữ liệu ABC gì đó thì nó làm cái gì đó nữa đằng sau, các bạn hiểu không? Kết hợp thì trigger nó làm cái kiểu đó, nó tương tác sâu bên trong đó. Và do đó mà sao nó mang tính tự động background, có khi mình không control được đó. Cho nên nó phải rất là cẩn thận nếu xài cái trigger này ha.
Rồi mấy cái view thôi mà nó cũng có cái quan hệ với nhau các bạn, gọi là những cái dependency của chúng nó nha. Ví dụ ở đây không biết chúng ta có xem cái này đâu. Stand dependency for view. Rồi một cái view có tên là book sale, nó lấy thông tin từ sale và title, các bạn thấy không? Từ sale và title, bởi vì chúng ta biết nó trong này này, trong cái view này nó có gì, sale .sale amount, sale .sale quantity là số lượng á, hay là title dot title ISBN vân vân, thì có nghĩa là cái view này nó lấy thông tin từ hai cái bảng là sale và title, được chưa? Rồi cho nên là sao, nó depend on, nó phụ thuộc vào cái bảng title đúng không, nó phụ thuộc vào bảng sale hả, thì cái khái niệm nó vậy nha. Khi chúng ta thiết kế cái view, chúng ta không để trơ trơ như vậy, chúng ta thể hiện nó đang phụ thuộc vào đâu, các bạn hiểu không? Alo. Dạ hiểu rồi. Đó cái mô hình đó, cái này nó rất đơn giản, thường thường ví dụ cho đơn giản mà làm thực tế nó phức tạp. Ok rồi, cái những cái dạng khác mà khi liên kết hả, bởi vì nó cho xem một hoặc nhiều cái table với dữ liệu với nhau mà, thì nó kết nối union hay union on hay là intersect, tức là cái phần giao thoa, cái phần trừ, cái phần cái này có mà bên kia không, intersect là cái phần chung nhé, cô xin lỗi, minus mới là cái phần thực hiện phép trừ, có nghĩa là loại trừ một cái thằng thứ hai ha. Là thường những cái thằng mà có bên này nhưng mà không có bên kia, có bên này mà không có bên kia ha, thì đó là minus union, là gom những cái chung và không duplicate. Union all là lấy hết, vét hết, giống như dạng historical data này, nó gom hết ha, viết nhầm còn không bỏ sót á. Intersect chúng ta thường thường là sao, hình thức union đấy các bạn. Intersect là sao, là cái dạng mà tính cái phần giao, cái giống nhau của hai tập hợp ha. Rồi minus là cái phần ngược lại, có bên này nhưng chắc chắn bên kia không có, có bên này nhưng chắc chắn bên kia nó gọi là nó ngoại trừ lẫn nhau á. Đó. Ví dụ ở đây, ví dụ cái bảng select one á, select one á, nó có ABC, select two nó trên BCD hả, thì cái result của nó khi minus hai cái nhóm đó thì nó sẽ ra ID, cái bên này có nhưng cái bên kia không có. Rồi định nghĩa các view, ở đây có cái phần query, chúng ta sẽ gõ thông tin vào đây ha. Rồi nói đến đó, view hay là hệ thiết kế cho PDM đa chiều thì ở đây nó sẽ hướng dẫn chúng ta cái phần thêm cái việc là reference, dimension, column, table, những cái cơ bản chúng ta vừa nói, thì đối với đa chiều thì nó phức tạp gấp nhiều lần. Nó có khái niệm dimension, nó có attribute, nó có key, nó có fact, nó có key, nó có association, định nghĩa của nó riêng ha. Bởi vì nó phải phức tạp để mà giải quyết vấn đề phức tạp. Nói như không hả, nó phức tạp như vậy để nó giải quyết cái vấn đề của OLAP đúng không, data mart và data warehouse. Rồi đây là cái phần tiếp theo, chúng ta thấy nó sẽ phức tạp một cái thế giới muôn màu khác, cái khái niệm nó sẽ khác ha, biểu tượng nó sẽ khác ha. Chúng ta biết là có ha. Bạn nào đam mê thích thì tiếp tục nghiên cứu, có gì hỏi cô ha. Còn hiện tại mặt bằng chung thì cô không yêu cầu các bạn nghiên cứu chuyên sau những cái slide từ đây đa chiều còn lại ha, là chiếm đến nửa số slide là nằm ở chỗ là dimension rồi ha, để các bạn đọc thêm, bạn nào muốn quan tâm thi cử rồi bài tập của các bạn làm, cô cũng không có yêu cầu đến cái mức multi dimension như thế này ha, dừng ngang lại ở cái view trên này thôi, chúng ta nói nãy giờ ha. Đó, từ đây trở đi ha, được không các bạn? Bây giờ chắc mệt mỏi được cô cả tiếng đồng hồ rồi. Thôi bây giờ nghỉ giải lao 50 phút đi, các bạn nghỉ uống nước, nghỉ ngơi đi, tôi tới vận động 10 phút đi ha, rồi quay trở lại chúng ta sẽ làm một cái bài tập nhỏ, trong mô hình BDM á, để mở ra xem và lấy một bài và thiết kế CDM trong mô hình đó. Vậy nhá, nghỉ 10 phút nha ha. Dạ. 7:35 quay lại ha, các bạn lui tới uống nước gì đó, 7:35 nhá. Rồi. Dạ. Chào các bạn.
Alo. Dạ em cho cô. À, các bạn ơi, à, rồi bây giờ cô mở ra cái phần bài tập thực hành CDM á, bởi vì nó có cái những cái phần dưới này chúng ta chưa làm đúng không? Về dự án này chúng ta làm chưa? Về CDM cho nó chưa? Hình như chưa đúng không? Nếu cô nhớ không nhầm. Hiện trạng hai như chưa làm, cô mới làm cái Phần phần 1 làm rồi này đúng không? một thì đúng rồi cô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ đến hiện trạng 2 nhé. CDM là thực thể, thuộc tính của các thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể đó nhé. Rồi các bạn sẽ share màn hình. Bây giờ cho là các bạn 10 phút làm nó suy nghĩ luôn nhé. Các thực thể thuộc tính đó là gì? Và ở đây người ta yêu cầu, hình như người ta không yêu cầu quản lý gì hết. Thì mình thử suy nghĩ ra một cái hệ thống với mô tả thông tin như thế này, thì với chức năng quản lý nhân viên và những cái dự án của công ty như thế này, thì người ta cần thống kê cái gì và mình cần nên lưu trữ dữ liệu ra sao, thiết kế CDM như thế nào nhá. Bây giờ là cứ cho 7 giờ 40, 7 giờ 50 nhá, 10 phút nha các bạn. Hiện trạng số 2 nha. Cô để cái màn hình hiện trạng số 2 này nhá, trong 10 phút.
Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta chia sẻ nhé. Xem các bạn đang thiết kế như thế nào CDM cho cái hiện trạng này. Dạ, em chia sẻ cái phần CDM cho cái phần hiện trạng này. Ok, rồi em share để cô tắt cái phần của cô rồi. Dạ, phần này thì em sẽ có để thành ba bảng trước là nhân viên, phòng ban và dự án à. Thì em sẽ có một thuộc tính kết hợp giữa nhân viên nối với dự án, sẽ ra một thuộc tính tham gia. Thuộc tính này thì có các thực thể này có các thuộc tính bên trong. Là sao những cái thuộc tính trong đó là thực hiện mối liên hệ giữa nhân viên và dự án đúng không? Dạ đúng rồi, đề yêu cầu là phải khi mà mối liên hệ giữa nhân viên và dự án thì phải có luôn những thuộc tính này nè. Nên em có bỏ vô. Rồi cô lấy ví dụ như quản lý dự án thì cái thuộc tính đó là cái dạng em nghĩ là nó sẽ thông tin như dạng ví dụ như thế nào nhỉ? Quản lý dự án rồi em đọc tiếp cái phần này nó khá nhiều đúng không? Dạ. Quản lý dự án rồi phân tích thiết kế, trưởng nhóm thi công kiểm tra chương trình ngày bắt đầu và khoảng thời gian tham gia. Rồi, cái đó là bạn cho vào thuộc tính của mối liên hệ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi sao nữa? Rồi mối quan hệ giữa phòng ban và nhân viên hả? Dạ, phòng ban nhân viên ạ. Rồi, rồi bởi vì cái bài toán này là cái không phải bài toán mà cái hiện trạng này nó open, nó mở, nó không nói đến cái chuyện là nó cần thống kê báo cáo cái gì hết. Thì theo bản thân em á thì em nghĩ là hệ thống mô tả như vậy thì người ta cần quản lý cái gì đây? Dạ, người ta đầu tiên là người ta sẽ cần quản lý và nhân viên này thuộc phòng ban nào, có nghĩa số lượng nhân viên trong mỗi phòng ban á. À, rồi thống kê nhân viên theo phòng ban rồi. Rồi thứ hai là người ta sẽ muốn thống kê là cái số lượng mà nhân viên tham gia dự án à, cái khoảng số thời gian nhân viên tham gia dự án, cái khoảng thời gian à không cái khoảng thời gian mà nhân viên tham gia dự án à, có nghĩa một dự án sẽ cần bao lâu và ai là người làm trưởng dự án, người phân tích hay người thiết kế. Rồi ví dụ nói ai này làm người phân tích thì sao? Dạ lúc này nếu nói ai là người phân tích thì ở đây mình sẽ có người phân tích thì cũng chính là nhân viên ạ. Nên thành ra mình sẽ lưu một cái ở phân tích này mình sẽ lưu là mã nhân viên vào đây. Thì lúc này khi coi dự án thì sẽ xác định được cái mã nhân viên này chính là cái người phân tích. Rồi vậy thì mỗi cái dòng dữ liệu trong mối liên hệ một tham gia, một cái nhân viên tham gia nó sẽ kéo theo một cái bộ thông tin mà em đang chọn cái tham gia đó. Và cái trường dữ liệu nếu người ta là thiết kế đúng không hay quản lý dự án thì em lưu cái kiểu dữ liệu character hiện tại của em là character hết đúng không? Dạ. Mà phân tích thì em sẽ lưu dữ liệu cái gì đây em dưới dạng character? Dạ em sẽ lưu dữ liệu là mã của nhân viên à, hoặc mã của nhân viên, mà bên này mã nhân viên của mình là cũng character luôn, cũng là dài 10 thứ nhất đúng không cô Nga? Xem có rõ đúng phải số 10 không? Dạ đúng à. Bởi vì cái màn hình nó hơi nhỏ. Dạ, là người yêu đúng không? Có nghĩa là bản chất của em là những cái ai, những cái trong cái tham gia này chính là cái ID đó đúng không? Dạ đúng rồi, em đang lưu ID vào. Vậy thì trường hợp một cái nhân viên đó chỉ làm phân tích thôi thì cái role mà trong cái tham gia của ổng á, của tham gia của người này nó chính là quản lý dự án là không có gì đúng không? Dạ phân đúng rồi. Phân tích thì là cái ID của nhân viên đó. Dạ. Thiết kế rồi trưởng nhóm thì thi công cũng không có gì hết. Dạ đúng rồi, đúng tức rồi, là tùy như vậy đó. Dạ. Rồi test kiểm tra chương trình cũng không có luôn. Dạ không, thi công kiểm tra cũng không có luôn. Kiểm tra chương trình là cái gì? Kiểm tra chương trình với thi công thì ở đây trong đề nó chỉ ghi là giống như là một phần test vậy thôi à, chứ không có gì, có người kiểm tra thêm hiểu có như đạt hay không đạt hay cần làm lại hay gì thôi, chứ cũng không có tham chiếu vào một cái bảng nào khác. Rồi, các bạn xem lại cái phần hiện trạng để cô xem kiểm tra và chương trình. Thế em hiểu khác bạn nha. Tại à, cái này chờ chút cô sẽ hỏi à, cô đang hỏi theo, cô đang cố hỏi thêm để hiểu cái ý tại sao bạn thiết kế như vậy em hiểu không, rồi tiếp tục sẽ có bạn khác nói
Yên tâm yên tâm. Rồi bây giờ cô xem cái phần bạn nói về cái ghi chú là phần chỗ nào đây. Em xem là phần hiện trạng nhân viên được quản lý bởi một nhân viên khác hình như không có đúng không? Em chưa có phần đó. Ở trên nhân viên được quản lý một nhân viên khác làm trưởng phòng á cô. Trong phòng ban nó có trưởng phòng á. Không. Không, một nhân viên được quản lý trực tiếp bởi một nhân viên khác, không phải nhân viên này là ở trưởng phòng. À, là trong nhân viên em sẽ có thêm một cái người quản lý. Dĩ nhiên là trưởng phòng, một cái trưởng phòng là nó khác, còn một người giống như có một cái tutor, một cái người đó. Rồi cái phần ngày bắt đầu tham gia khoảng nhóm thi công kiểm tra chương trình, à trong cái giải thuốc tính này đúng không, quản lý dự án này. À, những nhân viên gồm có những vị trí quản lý dự án, phân tích thiết kế, trưởng nhóm thi công kiểm tra chương trình, cũng chính là cái title của cái job, cũng là con người đó em. À, cũng công và là người đi kiểm tra chương trình. Vậy thì em sẽ chỉnh lại thành character luôn. Rồi, giả sử rồi, bây giờ cô hỏi với cái hiện trạng của em. Thì bây giờ cô muốn thống kê hết tất cả những người mà cô cũng muốn tính tiền lương như người ta đúng không? Bởi người ta nói này, tương ứng với một vị trí, một dự án như vậy thì có cái thù lao đúng không? Dạ. Yeah. Thì cái thù lao của người đó trong tháng này đã tham gia bao nhiêu dự án, ở những vị trí công tác nào và tiền phải trả cho cái nhân viên đó bao nhiêu thì em làm được không? Dạ được, hiện tại theo như bản này thì sẽ làm được ạ. Rồi, bởi vì khi tham gia này với vị trí như này nhưng mà cô chưa thấy cái thống kê về mỗi vị trí sẽ có cái hệ số lương khác nhau thì cô chưa thấy data lưu của nó. À dạ, tại vì em không thấy đề mô tả về chi tiết cái hệ số lương như thế nào à, nên là em không có bỏ vô cái phần đó. Tại vì đề như nó rất là chung chung. Nó phải tính đúng không? Bởi vì nó nói mà mỗi vị trí như vậy rồi xong tiền lương thì có nghĩa là nó phải có cái thông tin về cái danh mục, về kia giống như là cái đơn giá công việc vậy đó, lương mức nhân giờ làm vậy đó. Nó có ghi là phụ cấp đó cô ơi. À, phụ cấp là cái phần thêm thôi. Ừ. Ngoài ra cái lương cứng đúng không? Rồi có phụ cấp khi người ta tham gia dự án với một cái vị trí nào đó. Đúng không em? Dạ. Yeah. Ừ. Thì theo em cái phụ cấp đó em thêm ở đâu? Dạ. Yeah, theo em thì đầu tiên là cái chỗ phụ cấp á, thì em sẽ bổ sung vào trong cái chỗ tham gia luôn ạ. À. Tại vì tùy vào thực tế mà khi họ tham gia từng dự án, họ từng cái vị trí thì mình sẽ có phụ cấp riêng. Chứ không có nhất, không có cố định được ạ. À. Nên em sẽ thêm cái chỗ phụ cấp vào trong chỗ tham gia. Rồi đó là cái lập luận của em. Rồi đây là một cái cách mà bạn giải thích. Rồi bây giờ cảm ơn em nhé. Bây giờ cô hỏi các bạn khác trong lớp nhé, để các bạn có ý kiến thêm bài của em. Bởi vì cô hỏi nãy giờ để cô cố gắng để em giải thích thêm á hả, để các bạn hiểu rõ hơn cái trường hợp của em. Rồi lúc nãy có bạn Lụa đúng không? Bạn muốn hỏi bạn, dạ. Bạn Anh ha. Không phải muốn hỏi mà ý là em là tại em hiểu khác bạn nên là thì cũng là cách em nói luôn. Ừ, em nói cách hiểu của em. À, tận dụng cái hình của Quốc Anh luôn hay là sau bài của em, tùy em nha Lụa. Hình bạn cũng được cô. Hình bạn rồi. Dạ. Em nói đi. Tại vì em thấy cái phần mà quản lý phân tích thiết kế nó chỉ là một cái vị trí thôi, mình nên gộp lại là một cái vị trí. Tại vì nếu mà chỉ ví dụ như là tham gia với vai trò thiết kế thì những cái còn lại trống như vậy nó sẽ không hay, nên là em nghĩ là em chỉ để là chỗ đó là vị trí thôi. Có nghĩa là khi nhân viên tham gia và vị trí đó em để mối liên hệ với cái gì? Thì cũng giống bạn thôi cô. Nhân viên tham gia dự án á, là sửa lại là cái vị trí trong cái tham gia cô. Là sẽ không có ghi liệt kê giống bạn là quản lý phân tích hay là trưởng nhóm thi công. Tại đó vị trí của em nó có thể là trở thành một thực thể rồi em. Được không? Không, em là giống bạn cô chứ em không cho thực thể. Nhưng mà em dùng từ vị trí hả? Vậy thì nó khác gì bạn không ta? Dạ theo như chỗ chị Dụ thì nó sẽ khác cô, tức là ở đây trong cái bảng tham gia cô thì chị Dụ bảng đây là một cái association, một cái association đó, thì lúc này chị Dụ chỉ ghi lưu vào cái mã vị trí thôi, thì lúc này chị Dụ sẽ phải có thêm một cái bảng là vị trí, thì để mới lấy được là ví dụ khi mà trong bảng tham gia lưu mã vị trí là một, thì cái mã đó với bảng vị trí một là gì ạ, thì phải thêm một thực thể vị trí nữa. Thì cô đang hỏi Lụa mà Lụa nói không phải, thì cô nói phải thêm một thực thể, thêm một cái có phải là thực thể, thêm một cái vị trí nữa trong cái danh mục đó, dần từng giống như danh mục các vị trí vậy đó. Dạ đúng không anh? Dạ bạn anh rồi. Em vẫn chưa hiểu ý cô. Có nghĩa là đâu đâu có giống như thế này là khác mà, thêm một thực thể nữa.
Cho nên cô mới hỏi là nếu thêm thực thể vị trí như vậy thì liên kết với nhân viên, liên kết với dự án như thế nào? Coi như chúng ta chưa có coi cái phần tham gia nhé. Bởi vì nó thay thế bằng một cái thực thể là vị trí, đúng không? Thì bây giờ vị trí nó sẽ liên kết với nhân viên, với dự án như thế nào? Hiện chưa nghĩ đến. Đó. Và các bạn nghĩ là cái đề tài và cái hiện trạng như thế này thì nó sẽ cần thông tin gì? Ngoài cái việc là lúc nãy em nói thống kê theo phòng ban và cô đưa ra câu hỏi liên quan tới là lương, đúng không? Tính tiền lương cho cái nhân viên đó. Thì theo vị trí người ta đã làm bao nhiêu dự án, hoặc là cái gọi là những dự án nào mà cái phòng ban nào đó nó đã phòng ban với dự án có liên hệ với nhau không anh Quốc Anh? Dạ phòng ban và dự án à? Dạ hiện tại em không thấy trong mô tả có à. Tại vì phòng ban chỉ liên hệ với nhân viên thôi à. Và trong mô tả ghi là một nhân viên có thể tham gia được nhiều dự án chứ không có đề cập tới phòng ban. Em đọc kỹ lại thì có dạ, đấy em có cô. Nó liên quan dạ, nó liên quan vào địa điểm và bắt đầu thời gian thực hiện tổng kinh phí cô. Bởi vì phòng ban nó là cái người đứng ra quản lý dự án mà em. Có nghĩa dạ. Là phụ trách của dự án, còn cụ thể nhân viên ai làm vị trí nào trong dự án là một cái chuyện. Có nghĩa là có thể một cái công ty liên quan tới dự án này thì cái phòng ban đó đứng ra chủ trì vậy đó. Hả? Thì có. Vậy thì có thể là trong công ty người ta xem xét về cái gọi là thi đua với nhau các phòng ban không? Có không? Có. Có không các bạn? Ví dụ vậy. Đó. Các phòng ban tình hình làm các dự án như thế nào, rồi nói về tình hình các nhân viên làm nhiều dự án chứng tỏ là nhân viên đó giỏi, ví dụ vậy. Phòng ban làm nhiều là chứng tỏ là công suất hoặc là này nọ thế kia của dự án người ta cũng cần tính đến. Top những cái phòng ban mà chạy dự án tốt chất, ví dụ vậy, top nhân viên có không? Có thể là bạn ở vị trí này ở dự án A, nhưng vị trí B bạn có thể là một cái vị trí khác của trong cái nhóm dự án đó. Ngoài việc vấn đề tiền, đúng không? Rồi người ta có thể tính là một dự án như vậy là tốn bao nhiêu tiền không? Có, đúng không? Tùy theo nhân viên, có thể là đội ngũ nhân viên đầy đủ như vậy, nhưng có dự án thì cần nhiều, nhiều dự án thì cần ít. Có không? Liên quan tới tiền có không? Có. Các bạn hiểu không? Đây giống vấn đề thực tế bên ngoài người ta cần quan tâm. Thứ nhất là về vấn đề quản lý nhân sự, quản lý về tổ chức hoạt động, và vấn đề về kinh phí, những khoản thu, khoản chi nữa. Được không các bạn? Alo. Đấy ha. Ừ. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta tạm dừng ở đây như thế này và cô điểm danh nhé. Cô điểm buổi thứ bảy. À, Quốc Anh có rồi nè. À, Hồng Ân. Dạ có cô. Ừ. Văn Dương. Dạ có cô. Ờ, Thành Dương. Dạ có cô. Thành Đạt. Dạ có. Nhật Huy. Alo, Nhật Huy đâu rồi? Nhật Huy không có mất rồi. Bạn có. Không có mất nhưng mà có, đúng không? Rồi rồi. Ờ, Minh Khôi. Rồi, bạn Lụa có rồi nè. À, Nhã. Nhã có không? Có cô. Phước. Dạ có cô. Toàn. Có. Trường. Các bạn quan trường có điểm danh không cô? Thành Tuấn. Có cô. Minh Tuấn. Có cô. Rồi ok. Rồi bây giờ tình hình để xem các nhóm cập nhật hết chưa? Đăng ký. Nhóm số 6, Nhật Huy với Minh Khôi. Tình hình như thế nào rồi? Minh Tuấn, Lụa với Văn Dương. Tình hình làm thế nào rồi? Đăng để cô xem cái phần báo cáo tiến độ trên này nè. Cập nhật cho cô đây. Dạ, dạ đây nhóm này nhóm cập nhật cô. Và cứ làm nhé. Tuần dạ. Sau là cái buổi lý thuyết cuối cùng và hai tuần tiếp theo là các nhóm nó trình bày đó. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 trình bày buổi ngày mùng 1 á. Và ngày mùng 8 là nhóm 4, nhóm 6.
Và ủa mình cần bao nhiêu sơ đồ tất cả vậy cô? Ba em. Dạ, một... BBM là trong đó nó có những diagram tùy cái hiện trạng của bạn, nhiều chức năng thì nhiều diagram nhá. Rồi mô hình CDM này, rồi mô hình đó, vật lý. Trong vật lý thì thêm những cái view để mà thiết kế về bác có thống kê đó. Dạ mình không cần cái OOM đâu đúng không cô? Không, OOM là với những hướng tách biệt, nghĩa là OOM là không có BBM, không có CDM, không có PDM luôn. À dạ không. Một cái đó là cái hướng riêng. Và cái hướng này thì cô khảo sát thì các bạn nói các bạn chưa có học trong cái môn phân tích cái hệ thống đúng không? Dạ đúng rồi. Nên nó cũng là sẽ là cái phần giúp đi đọc thêm của các bạn, nếu nhóm nào muốn làm cũng được. À vậy. Hoàn toàn OOM thì làm hoàn toàn luôn, không có BBM, CDM hay là PDM nữa. Mà dạ. Là OOM hoàn toàn. Dạ mình không cần cái OOM đúng không? Bắt đầu vào object hoặc class gì đó vân vân. Dạ. Rồi những cái diagram riêng của OOM. À không biết có nhóm nào làm không? Chắc con nghĩ không có đâu đúng không? Các chắc không có cô ơi. Ba cái mô hình ấy, bởi vì cũng trọng tâm ôn thi và mọi thứ cũng ba mô hình này thôi chứ không có OOM. Bởi vì giống như nếu mà OOM á, bởi vì đã là cái phần giảm tải của môn trước, bây giờ nếu các bạn nhu cầu cần á, thì cô mới trình bày. Nếu không nó sẽ là giống như mất thêm nhiều thời gian, các bạn hiểu không? Bởi vì hoàn toàn những cái mới nó sẽ được trình bày á, nó sẽ rối cho các bạn. Cái này con nghĩ theo BBM thôi, CDM và PDM. Ba mô hình nhé, hai mô hình về dữ liệu và một mô hình về chức năng. Trong đó mô hình chức năng thì sẽ có những diagram, mỗi diagram như vậy nó sẽ xài chung những project, process nếu có nó sẽ xài chung những entity các bạn nhớ không? À, và nó có thể xài chung những cái mũi tên flow nếu cần trong cùng một BBM. Nó sẽ có những diagram và những diagram như vậy là các bạn đặt tên, bạn có thể đánh số. Và những tên của nó chính là chức năng của hệ thống. Rõ chưa? Còn CDM là cái phần chúng ta biết đó, nó có khái niệm là thực thể này. Nó có khái niệm là relationship này. Đúng rồi, nó có khái niệm là association này. Tùy theo notation chúng ta xài. Mà chúng ta xài hai loại notation là ER và MRISE. Rồi sang mô hình vật lý là cái mô hình mà cô nói buổi ngày hôm nay này. Các bạn nhớ không? Là gồm có table này, reference này, nó column này, rồi kết hợp nó sẽ có ra những cái view này để chúng ta thiết kế cái báo cáo thống kê mà hệ thống mình mô tả đó. Ha. Được không các bạn? Ok không? Dạ được con. Ha. Ừ rồi thôi các bạn nghĩ ta quay nó có dữ liệu không con hay là mình để trống không? Không có dữ liệu. Làm gì có dữ liệu thật. Mình ở giai đoạn phân tích thiết kế thôi. Nếu các bạn muốn rinh dữ liệu thật thì trong bao designer nó có hỗ trợ cái phần là chúng ta tạo cái bộ data, test data. Các bạn thử mò thử nha, sang mô hình vật lý nha. Test data khi query á, thì lúc nãy cô có nói qua về data của nó, bản nhất là nó query nó random á, một cái dãy dài chúng ta định nghĩa nó là character, thì nó là những cái character kết hợp vừa số và chữ. Nếu là number thì nó cho dạng một cái number con số nào đó, các bạn hiểu không? Khi nó chọn cho cái bộ dummy data, còn data đó nó không có meaning, không có ý nghĩa gì hết ha. Còn nếu các bạn tự thử nhập một số data để chạy query thử test thì đó ok, đây là hướng tốt vậy nhá. Dạ dạ. Ừ. Được không? Rõ chưa? Có gì thì hỏi nhá. Rồi thì bây giờ coi như buổi ngày hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, thì hẹn các bạn vào tuần sau nhé. Các bạn cố gắng làm bài tập nhóm tăng tốc nha. Làm sớm, gọn ghẽ thì chúng ta theo đúng kế hoạch như vậy nó sẽ suôn sẻ hơn. Thì các bạn phải đỡ công review sau đó. Thì có gì thì cô góp ý ngay các buổi trình bày á, ngày mùng 1 với ngày mùng 8. Dạ, kiếp, ha. Rồi, dạ, cô dạ. Chào các bạn nhé. Rồi, chúc các bạn sức khỏe nhé. Cũng dạ, em chào cô ạ.